Kính thưa quý cha và cộng đoàn thân mến, chúng ta đang sống trong một xã hội phát triển với nền công nghiệp 4.0. Và việc truyền giáo luôn là một vấn đề cấp thiết của một giáo hội. Truyền giáo là một sứ mạng thiêng liêng cao cả, là khởi nguồn từ Thiên Chúa. Qua mọi dư cạn vào lịch sử loài người, Thiên Chúa Ba Ngôi đã làm tất cả vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta. Truyền giáo ngày hôm nay phải là giới thiệu, là trình bày, là minh họa, là thuyết phục. Chúng ta giới thiệu Chúa Giêsu cho những người anh chị em mình mà gặp gỡ hàng ngày nơi môi trường sống và làm việc của mỗi người chúng ta, để rồi chính mỗi người chúng ta sẽ trở thành một chứng nhân giữa đời. Kính mời cộng đoàn cùng thưởng thức màn kịch Nhân Chứng Giữa Đời đến từ giáo lý viên giáo xứ Đền Thánh Hưng Nghĩa. Chị ạ. Alo, em đến lấy đồ đi. Dạ vâng chị. Anh làm sao thế? À, không sao em ạ. Chắc hôm nay anh phải về sớm, anh lại có chút việc bận mất rồi. Việc gì mà còn quan trọng hơn đi chơi với em? Việc quan trọng thật mà. Anh sẽ bù cho em bằng một ngày khác đi chơi vui hơn nhé. Em không chịu đâu. Hôm chủ nhật rồi anh cũng lo bận dậy gì đó. Hôm nay vừa mới đi chơi một chút anh đã bận suốt ngày bận. Thôi nào, hôm đó thì anh phải đi dạy giáo lý, còn hôm nay thì mà thôi, lần sau anh sẽ bù cho em bằng một tô mì siêu to, siêu khổng lồ nhé. Em mặc kệ anh đi làm việc của anh đi. Ly, à.
chúng em chào chị ạ. Chị chào các em nhá. Mấy hôm nay số nữ nhiều, bác sĩ để trong các thùng kia kìa. Dạ vâng, chúng em cảm ơn chị ạ. Mấy nay nhiều quá các bạn ơi, tội nghiệp các bé quá. Anh gì? Sao anh lại vào cái phòng ngầm đó? Đây là những cái gì? Thôi em cứ về đi, nãy anh đến nói chuyện với em sau nhá. Không, anh đưa em xem. Nghe anh nói đã. Anh định đâu vào người em? Hóa ra anh hay bỏ em là đi làm những việc vô bổ kinh dị này. Thảo nào tôi cứ thấy ghê ghê. Vậy mà anh cứ sống thật điên với anh, nhà bao việc. Em nghe anh nói đã. Không, anh không cần quan tâm tôi làm gì nữa. Anh cứ đi làm việc của anh đi. Ly kìa, hay đại ca tán đi, có gì để bọn em đánh lỗ nước. Đúng rồi, đại ca, tán đi đại ca. Cũng được, mà việc đách gì phải cần đến chúng mày, xem đại ca mày thể hiện đây. Hoan hô đại ca. Em là cô gái hay mộng mơ, xinh đẹp như tiên giáng trần, người đã khiến tôi thẫn thờ. Trời qua tôi thẫn thờ, cho tôi những nhớ bao đêm, muốn nói với em bao điều rằng tôi đã thương em nhiều. Yêu em từ đâu em biết chăng, chẳng giống mấy cô người mẫu, em đẹp xinh cô gái Việt, chẳng son phấn tô sắc màu, em giản dị theo cách riêng, chỉ cao 1m52 nhưng sao đáng yêu dịu dàng, đôi môi thắm duyên nụ cười. Nia, nhận lời yêu anh đi, anh sẽ cho em cả một bầu trời tương lai. Em xinh đẹp như chó ấy, này sói giang người thố xác ra. Như vậy sao phải yêu một thằng khố rách như nó làm gì. Nhận lời yêu anh sẽ cho em tất cả, nhà nâu này, xe hơi này. Bố anh là chủ tịch tập đoàn cơ đấy. Đấy không nói phép đâu. Em thôi đồng ý mà chị. Đồng ý đi chị. Đúng rồi, đồng ý đi chị. Đã biết gì còn ngại. Dạ. Ly, sao em lại đi bóc công tử bột này? À, là mày hả? Tao là hoàng tử, còn mày chỉ là một con cóc ghẻ mà là ăn thịt thiên nga. Cái loại ngọn cỏ ven đường mà đòi với được mây à? Ngoan ngoãn thì xéo đi, đã có cho đường kiếm cơm. Còn không biết tôn trọng hàm răng của mình thì đừng trách đại ca anh vô tình. Anh ta phải lóng. Ly, mình về thôi em. Tôi đã yêu anh Thuận, anh ta cho tôi nhiều thứ, danh vọng, tiền bạc. Còn anh, anh nhìn lại anh xem, anh có thể cho tôi được những thứ gì? Trả lại anh chiếc vòng cầu hôn nhẫn cỏ này. Anh đi đi. Mình đi thôi anh. Ni, không biết trong túi có đủ 200.000 không? Mà đòi yếu với trẻ nương. Cái nỗi công gánh mà đòi sóng sánh với đại dương. Kinh lương đòi tương đương với... Thank you.
Trời ơi, anh ta sao thế không biết, gọi mãi không được. Giờ mình phải xử lý sao? Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. The person you have called is not available at the moment. Please try again later. Thôi, sao tôi gọi anh mãi không được? Hóa ra anh lại ở đây với mấy cô này. Anh sao? Có chuyện gì? Anh nói sẽ chăm sóc tôi, cho tôi tất cả mọi thứ. Mà giờ anh chưa cưới tôi mà đã đi đàn đứng với mấy loại đàn bà này. Anh cưới? Nó cười. Cô nghĩ là tôi sẽ cưới cô à? Anh thế còn đứa con trong bụng tôi anh xử lý sao? Con à? Xử lý à? Ta không cần con. Mà có à? Xử lý à? Cầm đấy, đi phòng khám giải quyết thế là xong. Đồ khốn nạn, tốn nạn. To này, mày dám minh đại ca ông à? Đại ca, em cho nó một trận. Nhi bay lắc tiếp thôi. Thôi, bay lắc lên vào đây. Anh tao đi cực thôi. Yeah. Anh Duy, em không muốn sống nữa. Ly, em đừng dại dột mà mắc thêm sai lầm nữa. Bỏ tay em ra. Hãy bỏ tay em ra. Hãy để cho em chết đi. Anh hãy bỏ tay em ra. Em không muốn sống nữa. Em chết ư? Em tưởng mình chết là giải quyết được hết sao? Hay lại càng mở ra bi kịch nặng nề hơn? Em chết ư? Bố mẹ em có sống nổi không? Họ hàng cha bác, anh em bạn bè có đau khổ không? Còn anh có đau khổ không? Cứ lầm lỡ là phải chết sao? Về với anh đi, về với anh đi. Anh, em không muốn sống nữa. Em đã có thai với hắn rồi. Bỏ tay em ra. Anh bỏ tay em ra. Anh để cho em chết đi. Anh bỏ tay em ra. Em không muốn sống nữa. Em biết không, hằng ngày có biết bao nhiêu sinh linh bé bỏng. Đáng ra các em được nhìn thấy mặt trời, nhưng vì sự chối bỏ, sự trốn tránh hậu quả mà các em đã phải chết dưới bàn tay dao kéo, chết dưới sự vô cảm, chết dưới sự quân trí ích kỷ không? Chẳng lẽ em lại muốn như vậy à? Ly à, em bình tĩnh lại đi. Tương lai sẽ mở ra cho những ai biết đứng dậy mà làm lại cuộc đời. Nhưng giờ em phải làm sao đây? Em hãy nghe lời anh đi. Để anh đưa em về nhà, em phải cần được nghỉ ngơi. Đi về với anh nhé.
lạy Chúa. Giờ đây con phải làm sao đây? Xin Chúa hãy hướng dẫn con. Cười, nó cười. Cô nghĩ là tôi sẽ cưới cô à? Con à, xử lý là không cần con, mà có xử lý à, cầm lấy đến phòng khám giải quyết thế là xong. Duy, xin lỗi anh, em không thể giữ lại đứa bé được. Em đừng làm vậy, anh đang đến đây. Chúa ơi, xin giúp con. Em đừng làm vậy. Ly, Ly. Anh kệ em đi, em không xứng đáng với anh. Ly, em đừng dại dột làm như vậy. Sự sống là hồng ân Thiên Chúa ban cho, chúng ta phải biết đón nhận. Em hãy đón nhận sự sống này như là một quà tặng Thiên Chúa gửi đến cho em. Và anh có thể chia sẻ quà tặng ấy cùng em. Anh sẽ chăm sóc mẹ con em. Chúng ta hãy về cùng thưa chuyện với gia đình nhé. Tạ ơn Chúa, xin mẹ Maria luôn che chở và đồng hành cùng chúng con. Và có lẽ